Để sau lệnh cấm nhà mạng nông thôn dùng tiền ngân sách mua thiết bị, Huawei quyết định kiện Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) vì cấm các nhà mạng địa phương sử dụng quỹ chính phủ để mua thiết bị của mình. Theo Thời báo phố Wall, Huawei sẽ kiện lên tòa phúc thẩm tại New Orleans để đạt được mục tiêu của mình. Huawei cũng tăng chi phí cho các công ty vận động hành lang ở Washington. Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo, Ren Zhengfei, nhà sáng lập kiêm tổng giám đốc Huawei cho biết công ty của ông có thể tồn tại tốt mà không cần Mỹ. Ngày 25 tháng 11, FCC thống nhất chặn việc sử dụng các nguồn tài chính của quỹ dịch vụ phổ quát để mua thiết bị và dịch vụ viễn thông từ các công ty có nguy cơ tới an ninh quốc gia, trong đó Huawei và ZTE là hai công ty cung cấp thiết bị của Trung Quốc phải chịu lệnh trừng phạt này. FCC cũng thông qua các quy tắc mới rằng các nhà khai thác mạng nhận được tiền từ quỹ, USF phải loại bỏ thiết bị và ngừng sử dụng dịch vụ từ các công ty được nêu ra, đề xuất thành lập một quỹ bồi thường để giúp thanh toán chi phí cho việc đó, trong một tuyên bố của mình. FCC cho biết các quỹ công cộng có sử dụng quỹ USF của FCC không được gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia, thông qua việc mua thiết bị từ các công ty có rủi ro về an ninh quốc gia. Tháng 5 năm 2019, Bộ Thương mại Mỹ đã thêm Huawei vào danh sách các công ty cấm mua các bộ phận và linh kiện từ các công ty Mỹ mà không có sự chấp thuận của chính phủ.